Hello, xin chào toàn thể quý vị đang xem kênh Thư Giãn Cùng Trang. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mới vào nghề một chút kinh nghiệm và cũng như là các bước làm một bộ móng chân ở Mỹ như thế nào một cách nhanh gọn lẹ, mất khoảng 20 phút hoặc 25 phút tùy theo đôi chân của khách là chân da dày hay là khách có chân da mỏng hoặc là những khách chân sạch. Với cái thời gian 20 phút hoặc 25 phút thì có giá là 38 đô. Cái này là mình đang giới thiệu bộ chân là căn bản, bộ chân cơ bản chứ không phải là chân treo hay là chân đặc biệt, chân deluxe, chân đặc biệt, chỉ là một bộ chân đơn giản cho những bạn đang học ngành nail. Khi mà mình đã cho khách ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút hoặc 15 phút xong thì mình vớt chân lên và mình lấy cái giũa máy. Mình giũa một vòng ở trên bề mặt móng cũng như là một vòng tròn ngay chỗ cái đường viền của cuticle, của da, của móng. Mình giũa cái này là mục đích là mình muốn giũa cho nó bay cái da, mấy cái lớp da xung quanh móng để mình không phải mất thời gian để mình cắt da. Và mình chỉ cắt móng và mình cắt hai góc chút xíu hai bên cho nó gọn lại và mình móc chút xíu khóe là xong, chứ mình không có ngồi đó mà mình cắt da. Hoặc là những người khách nào đó, họ có da nhiều quá, quý vị và mọi người cũng có thể dùng cái giũa này giũa đi, nó bay da lên rồi mình lấy cái kềm á, mình cắt mấy cái da đó, nó rất là nhanh. Cái này là mình chỉ chia sẻ cho những bạn là đang học nghề nail và những bạn có ý định muốn làm nail. Tại vì cái video của mình đó là chia sẻ cái bộ móng chân cơ bản. Và các bạn đặc biệt là lưu ý là mình nhìn vào chân khách, mình thấy da nhiều hoặc là da dày á, thì mình chọn cây kềm mới, cây kềm bén. Còn những khách nào mà các bạn không thấy da hoặc là da mỏng, nó mỏng, rất là mỏng, giống như là da của em bé á, không thấy da gì hết, thì các bạn tuyệt đối không dùng cây kềm bén. Tại vì các bạn dùng cây kềm bén á, lỡ các bạn đụng nhẹ thôi nó cũng sẽ chảy máu, mà những người mà da mỏng giống như da em bé thì đụng nhẹ nó chảy máu, nó khó cầm lại lắm, nó chảy máu nhiều lắm. Còn những người mà khách mà da dày thì các bạn lỡ cắt phạm mà nó có chảy máu thì nó cũng chảy chút xíu rồi bắt các bạn chùi là nó hết. Dạ, quý vị nên nhớ một điều là mình nhìn thấy da thì mình cắt, còn không thấy da thì bỏ qua bước đó, không moi móc da lên để cắt giống như ở Việt Nam. Lúc trước mình cũng ở Việt Nam, mình cũng thường hay là moi móc tìm kiếm da để mà cắt, nhưng mà qua Mỹ thì làm chảy máu, không nên không làm như vậy. Vì nếu mà quý vị làm như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian mà mình sẽ làm, mình không có tiền, mình làm nguyên cả ngày đó, mình rất là mệt mỏi, mà tới chiều tối lại thì mình không kiếm được bao nhiêu tiền hết, mà khách nó cũng không thích như vậy, nó cũng mất thời gian của khách rất là nhiều, và khách nó cũng đâu có yêu cầu là phải tìm kiếm môi móc da. Các bạn quý vị nhìn thấy có da thì cắt, còn không thấy da thì thôi không cắt. Sau khi cắt da xong thì quý vị giũa móng
rửa xong quý vị dùng cái buffer màu tím buffer lại trên bề mặt móng để cho láng mịn, để tí nữa mình sơn lên cho nó đẹp, nó không có bị lởm chởm giống như ổ gà. Rồi mình buffer xong thì mình mang bao tay vào để mình nhìn, mình lật cái chân khách lên, mình nhìn ở dưới gót chân. Nếu mà khách nào mà có da ở dưới gót chân nó dày, nó cứng quá thì mình đi lấy cái lưỡi dao bào, mình bào một lớp cho nó bớt dày, bớt cứng. Đó, rồi mình sẽ dùng cái ca lệch ghi mu, gọi là cái đó gọi là chất hóa học, mà nó là giống như là gọi nó có chất mạnh giống như là axit nha. Mình chà lên một lớp gọi là axit đi, mình gọi là axit đi cho quý vị dễ hiểu. Mình chà lên cái xung quanh cái chân của khách, chỗ mà hồi nãy mình mới bào lưỡi dao bào, xong mình chà để chà lên đó, rồi mình mới dùng tới cái dao mài. Mình dao mài mà ở Việt Nam, mà mình nhớ ở Việt Nam thường hay mài khoai mì, bằng cái loại đồ mài mà có lỗ lỗ như vậy nè. Ở đây thì mình hay gọi giỡn, vừa vừa làm mình vừa gọi giỡn chơi là cây mài khoai mì. Lấy cây mài, cây mài khoai mì có lỗ lỗ mình chà lại, tại vì cái dao bằng dao lưỡi lam á, mình dùng nhiều quá nó sẽ chảy máu. Đó, mình dùng chỉ một lớp mỏng ở trên thôi cho nó bớt dày, xong rồi mình lấy cái dao mài khoai mì mình mài lại cho nó bé, cho nó mịn ha, mình nói lộn, mình mài lại cho nó mịn cho nó mịn, nó mút. Đó, và nó cũng mài bớt thêm một phần da 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 chết của khách nữa. Và đặc biệt là mình phải đứng lên, mình mới có nhiều sức, mình chà nó mới mạnh, tại vì cái phần chà da này phải dùng sức của hai cái cánh tay, rất là chà xong một người là nó mỏi tay. Nếu mà quý vị mà ngồi á, thì không có tư thế chà và cũng không có sức chà, không có ra da. Mình phải đứng lên, mình dùng sức mình chà cực nhất và mỏi tay nhất là cái phần chà da chết. Còn những cái bước khác á, thì là nhẹ, không cần dùng sức nhiều. Chỉ có cái bước mà chà da chết đó là quý vị phải dùng sức và phải đứng lên. Chà xong là hơi mệt khoảng 2 phút xong xong rồi hết. Xả lại bằng nước ấm và mình để chân khách lên trên khăn, và mình lấy một ít lotion hoặc là mình lấy dầu cũng được. Mình dùng dầu 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 mà cho mềm da, mình massage cho khách, hoặc là mình dùng lotion, tùy tùy các bạn, tùy mọi người. Mình massage sơ sơ khoảng, mình những chỗ khác á, thì mình trước đây mình làm á, thì có những chỗ khác họ yêu cầu là phải massage mỗi một bên 5 phút, hai hai chân là 10 phút. Nhưng mà chỗ của mình thì mình chỉ massage 1 phút hoặc 2 phút. Mình chỉ massage là khoảng hai chân là 2 phút. Mình không có massage nhiều. Và quý vị nên nhớ là dùng nhẹ, massage nhẹ nhẹ. Nhìn nhìn thấy mình vậy đó chứ mình không có bóp mạnh, mình chỉ vuốt vuốt rồi mình bóp bóp nhẹ nhẹ ha vậy thôi. Nhìn mình làm như vậy chứ không có mạnh nha, mình không bóp nhiều đó, mình chỉ vuốt
qua vuốt lại rồi mình đứng lên mình đi lấy khăn khoảng 1 phút thôi. Tại vì nếu mà quý vị mà bóp nhiều quá là làm quý vị làm nail được một thời gian khoảng vài năm là cái tay của quý vị sẽ bị đau nhức ở ở phía trong mấy cái cơ mấy cái gân đó. Mình không không có bóp, không bóp, mình chỉ vuốt vuốt vậy thôi. Xong rồi mình đi lấy mở cái tủ khăn, tủ nóng, tủ mà giữ ẩm khăn. Mình lấy hai cục đá trong đó nó ấm ấm, mình chà 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 lên chân của khách, chà sơ sơ cho nó ấm ấm cái chân. Xong mình mới lấy cái khăn mình mới lấy ra nó còn nóng quá thì mình kê kê ịnh ịnh dưới cái gót chân cho khách. Nó cũng cảm thấy gọi là cảm thấy sướng, gọi là sướng đó. Còn nó bớt nóng rồi thì mình chùm lại đó. Chùm lại xong rồi mình bóp bóp hai cái chân, bóp cho nó hơi ấm lên, nó nằm ở trong cái chân á, mình bóp bóp nó cảm thấy ồ nó ấm quá. Khách rất là thích mà mình giữ cái ấm trong cái bàn chân của họ. Xong rồi thì mình lấy alcohol mình rửa lại 10 ngón chân cho nó sạch diệt khuẩn. Cái này là mình làm là chân nam nên như vậy là xong, mình tháo bao tay ra là xong. Còn mà khách mà chân nữ thì mình chùi alcohol xong rồi mình lấy nước sơn á, mình sơn lên rồi xong. Còn khách nam đó thì mình không có sơn, mình chỉ chùi alcohol là xong, là cho khách xuống là đi về. Cái này là chân của nam. Nếu mà chân nữ thì mình chỉ sơn nước sơn lên nữa là xong. Cùng giá tiền 38 đô, nữ và nam mình cũng làm giống như các bước như vậy. 38 đô trong vòng 25 phút hoặc là 20 phút. Thank you.